Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Bình đã báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình và kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Quá trình kiểm tra cho thấy 1.138 trên 1.821 di tích có phát sinh số thu chi tiền công đức với tổng số tiền thu gần 110,8 tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi đó, tổng số chi gần 106 tỷ đồng, chủ yếu cho các hoạt động quản lý, hoạt động lễ hội, tu bổ, cải tạo chi tích, hoạt động từ thiện, nhân đạo, trong số này có hơn 1.790 di tích có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm về các hoạt động tại di tích. Để thực hiện tốt công tác quản lý tiền công đức, thời gian tới tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục giao các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức công tác tài chính cho người đại diện các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cán bộ văn hóa của các xã, đồng thời giao ban nhân dân các huyện, thành phố, định kỳ tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ sở di tích lịch sử, văn hóa, nhất là tại những di tích chưa thực hiện công tác báo cáo theo quy định